truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Hôm nay nhé, tớ sẽ tiết lộ với cậu một điều thầm kín của tớ. Điều gì? Lúc có cảm ứng, tớ có thể làm 5 giờ liền không nghỉ luôn. Ôi giời, 5 tiếng đồng hồ liên tục. Tất nhiên là có đi xem phim này, đi ăn này, rồi đi cà phê nữa, rồi... Có nghĩa là chuyện ấy là bắt đầu từ 11 giờ rưỡi đúng không? Đúng rồi. Mình rành cũ quá, vậy mình bị đắt. Công ty mới thuê một người làm kiểm toán nhưng không đủ phòng làm việc. Có lẽ chúng ta sẽ phải chia sẻ một chút. Tôi tính rồi, chỉ có phòng hai anh là đủ rộng rãi và thoáng mát. Không, phòng của tôi không có rộng bằng phòng của Duy Hoàng đâu. Này, phòng ông rất là rộng, thoáng mát, cửa sổ lại còn nhìn ra hồ nhé. Tôi sẽ nói họ đến gặp hai anh, hai người tự quyết định nhé. Nhân dân công đoàn, tôi không bao giờ chấp nhận chia phòng cho bất kỳ một ai hết. Quá đúng. Tôi có cảm giác như cái từ chia sẻ nó đang bị lạm dụng thái quá. Lúc nào cũng xe. Hắn mà bước vào phòng tôi, tôi đuổi hắn ra khỏi cửa luôn. Đúng. Tôi không xe phòng với ai hết. Còn tôi cũng vậy. Chứ còn gì nữa. Dạ, cho em hỏi là các anh có biết anh Huỳnh và anh Hoàn là ai không ạ? Trần Quỳnh là anh này. Ồ thế ạ? Anh là Duy Hoàn. Thế vâng, chào hai anh ạ. Em đến làm kiểm toán cho công ty của mình. Anh ơi, chị Kiều Anh có nói là em sẽ đi xem phòng cùng với một trong hai anh. Dạ, ai ạ? Đấy là phòng anh đấy. Phòng anh có cùng cách làm việc rất là tốt. Thế ạ? Phòng anh đẹp hơn. Phòng anh có một cái cửa sổ nhìn ra ngoài hồ nước, thơ mộng lắm. Em sẽ được thư giãn sau những giờ làm việc. Người ta đến để làm việc chứ không phải để thư giãn. Em vào phòng anh. Này, phòng ông không bằng phòng tôi đâu nhé. Này, phòng ông là sao bao giờ tôi được phòng không? Dạ, hay là thế này, tôi cứ để cho em đi xem cả hai phòng. Như thế nào đó chúng ta sẽ quyết định sau được không ạ? Ok, đi với anh. Này, cái cậu bị rớt kìa. Đi với anh. Thế nào, em đã thỏa thuận được với hai ông kia chưa? Có gì đâu ạ chị, các anh ấy rất nhiệt tình. Em nghĩ là em sẽ chọn căn phòng có cửa sổ của anh Trần Huỳnh. Ok, vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh Huỳnh nhá. Không có gì. Tôi sẽ cử vài người giúp anh dọn đồ sang phòng Duy Hoàn. Này, cái gì đấy? Chào đi. Hai anh phải làm chung phòng để nhường phòng cho cô ấy. Đi em. Này, không thể thế được. Này, tôi phải ngồi gần cái cửa sổ đấy. Đấy là phòng của tôi. Tôi là người quyết định cậu ngồi chỗ nào. Cậu nói cái gì đấy? Nếu tôi không ngồi gần cửa sổ tôi không làm việc được. Không làm việc được là việc của cậu. Phòng này là phòng các của tôi. Anh ơi, các anh lấy hộ em ly cà phê được không ạ? Em không biết sử dụng cái máy như thế nào cả. Để anh. Này. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.